Câu chuyện chị chủ nhà và hàng xóm dễ thương lắm. Chung cư này chị muốn 5 căn lận, em không ở căn này, em nói chị đổi căn khác cho em. Nhưng mà căn này là lận. Chị, chung cư này chị có 4-5 căn lận, em đang ở căn này. Nếu em không vừa ý, nói chị đi, chị đổi. Chị, chung cư này chị có 4-5 căn thôi hả? Em đang ở căn này, nếu em muốn đổi căn khác. Nhưng mà căn này toàn là đồ mới không à, chắc lắm. Chắc thiệt. Cái là dân cư ở đây rất là dễ thương nha em. What? Ê, mày nói như vậy là mày hỉ gì? Mày muốn kiếm chuyện đúng không? Ngay từ đầu là thấy không có đàng hoàng rồi. Thất thù má. Từ ngày nó dọn vô đây nè, đủ chuyện cho trời hết trơn á. Không thiếu món nào. Cái là dân cư ở đây rất là dễ thương nha em. Cái là dân cư ở đây rất là dễ thương nha em. Rất là dễ thương nha em.